hội ngộ cuối năm. Dạ. Dạ. Của năm quý mão. Có duyên để an năm mới của năm 2024 là năm Giáp Thìn. Xin gửi lời chúc đến tất cả các bà con, cô bác năm mới an khang thịnh vượng, phát tài, tấn tài, phước lộc. Tất cả vạn sự như ý. Vàng vô vài ký nhớ cho tôi 500 gram thôi. Quá vừa quá hay nha. Có nhiều giữ về luôn. Em nha. Nữa gần nha, 1, 2 hay nghe làm kiểu nha, 1, 2 rồi chúc dạ em mến chào cô chú và các bạn, rất vui được gặp lại quý cô chú và các bạn trong video clip tiếp theo của em. Hiện tại em đang có mặt tại quảng trường Hồ Chí Minh thì tại thành phố Sa Đéc nha cô chú anh chị. Thì hôm nay em sẽ cùng cô chú anh chị đi tham quan làng hoa Sa Đéc, lễ hội festival của năm 2024 tại thành phố Sa Đéc. Thì mời cô chú và anh chị em theo chân em đi vào trong để tham quan cô chú anh chị. Xin chào cả nhà. Dạ. Hôm nay là ngày hội ngộ cuối năm. Dạ. Dạ. Của năm quý mão. Có duyên. Chuyển sang năm mới của năm 2024 là năm Giáp Thìn. Xin gửi lời chúc đến tất cả các bà con, cô bác năm mới an khang thịnh vượng, phát tài, tấn tài, phước lộc. Tất cả vạn sự như ý. Vàng vô vài ký nhớ cho tôi 500 gram thôi. Quá vừa quá hay nha cả nhà. Rồi chúc anh luôn năm mới luôn có thật nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng. Dạ xin cảm ơn ạ. Dạ. Đây là cái đội phóng viên của Phà An Hòa của Long Xuyên đây. Dạ. Dầm cống Dầm cống Long Xuyên An Giang. Dạ. An Giang luôn. Mình An Giang không? Đây là hàng 70 rồi nha. Dạ. Hàng này là hàng U60 với U70. Dạ. Hàng U70 dạ. với 60 ha. Dạ. Nhưng dạ. mà U60 với 70 mà còn khỏe quá. Ok. Dạ. Để còn 4-5 cái được á. Dạ. Tầng 2. Ok nghe bên quen. Tầng 2 cái có chặt cái vụt. Cái quăng cái bỏ. Dạ. Dạ. Tím và Lóc miền Tây và Hoàng Sơn miền Tây. Thượng Lộ Bình An. Rồi xin chào. Chào. Chào chào nha. Vui xuân vui vẻ. Chào. 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 Ch
Đây chỗ nào thế? Để liền không? Đây. Cả nhà chụp ông đây chụp giùm cho. Đây đây chụp giùm cho. Đây đây chụp giùm cho, đưa điện thoại đây chụp giùm cho. Đây đây. Chụp chụp đứng nha. Rồi 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 đứng đứng sát sát vô. Nè 1 2 3 cười tươi lên. Nè nè nhìn ngay ngay thẳng máy nè. 1 1 2 3. Rồi quá đẹp luôn. Trên Facebook anh về mày follow cho anh người lại. À, kênh YouTube Tí Vlog miền Tây á. Tí Vlog miền Tây. Dạ. Dạ dạ. Nữa có anh YouTuber. Dạ, yeah, cảm ơn. Mình ở đâu mình tới tham quan vừa qua Sa Đéc này. Ngã 7 hả? Dạ. Ồ. Thôi chúc cả nhà đi tham quan vui vẻ nha. Ngã 7 miền Tây quê ta. Dạ. Hai chào chị. Có clip 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 cái chữ sắc sưng luôn rồi ha. Nè nè. Quá đẹp rồi. Cả nhà quá đẹp. Lễ hội làng hoa Sa Đéc được tổ chức lớn nhất tại đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 đó cô chú anh chị. Đẹp quá. Em mua ba cây quay bà chủ kìa, bà chủ đẹp kìa. Cây cây hoa nó đẹp giống như cái người mua luôn vậy đó. Nhìn vô kìa, phát nhi. Nhìn vô lên tivi hả? Người người mua cũng đẹp giống y như cây hoa. Mà cây hoa cũng giống y như người mua. Ông Tí Vlog này ông nịnh quá trời nịnh luôn á. Nịnh quá nịnh nè. Để gì vừa phải thôi, nịnh quá rồi phải không? Qua có 10.000 một chậu thôi cả nhà ơi, quá đẹp luôn. À, quay cận cảnh người đẹp, người đẹp chứ nghe đẹp. Cây này mình kêu bằng cái gì chị? Nó đẹp quá. Cái này gấm. Gấm hả? Dạ. Gấm ngũ sắc. À, gấm ngũ sắc ha, nó nhiều màu. Rồi, sao ông em ba cây chị mua hai cây? Gấm. Gấm ngũ sắc. Cây này nó chịu nắng phải không? Nó chịu nắng cái này ngoài nắng. Cây này cũng dễ chăm sóc mà hả chị? Dạ. Ừ.
Ở đây cái vườn mình trồng được bao nhiêu loại hoa chị? Cũng nhiều mà không biết đường tôi đứng. Dạ, hoa này là mình tự tay mình trồng nhà luôn hay là mình lấy người ta lại mình trồng nhà. Mình làm nhà luôn hết chị. Dạ. Thọ này là dừa Tết luôn hả chị? Dạ. Thọ là mình trồng để trưng Tết ha. Dạ. Cây này cái gì chị? Này nè. Sao nhái. Sao nhái ha. Ủa sao nhái nhiều màu quá ha. Đẹp. Cái này qua nhái. Dạ qua nhái đó. Không qua hồng chỉ mũi ta. Quá đẹp luôn. Người đẹp đứng ngay giường qua đẹp luôn. Có. Em phóng sự đi cho quay nha. Có. Tí vlog miền Tây. Ừ. Vô chụp hình đó hai giới. Bảo hoặc là ông muốn vô đây. Chụp không đây anh chụp cho. Chụp giùm cho có gì đâu. Người đẹp mà lên là khoái đẹp rồi. Ủa em ở đâu tới đây đi vườn hoa? Em Tiền Giang. Tiền Giang lên hả? Dạ. Mình Tiền Giang lên hả? Mình là tự ngoại mới lội vô mới tới đây ha sao? Ừ, em đi cổng sao. Cổng sao hả? Cổng. Ủa sao? Vậy là mình có cái cổng sao nữa hả? Đúng rồi, có cái cổng sao này nữa. Ồ. Em nghe nói cổng trước đông nên là em đi cổng này lên. Ừ. Em có thường đi ở đây không? Lần đầu. Lần đầu luôn hả? Ừ. Có năm nay lễ hội qua nên mình mới đi ha. Dạ. À, thường thường Tết mình xuống đây cũng đẹp lắm nè. Dạ. Ừ. Đó, thấy hình đẹp chưa? Đi cổng này vô phải không? Đúng rồi, em đi cổng xe, em chạy xe thẳng vô đây. Em đi hoa đi, ảnh quay cho em. Ờ, cái chỗ những hoa nào đẹp đẹp đó. Vlog thật hả? Thiệt đó chứ. Ở đây là nổi tiếng về hoa mà. Ở đây là hot nhất là năm nay luôn á. Ủa cây này là cây gì anh? Cây lát kiển. Cây lát hả? Lát kiển mình ha. Còn cái lát mà dạng lát mà người ta lát trồng mà để ấy chiếu rồi á là khác nữa hả? À, cái này cũng có thể. Đó, nó cao nữa bự vậy đó. Ồ là chừng nữa là nó cao nó to gan vậy đó anh. À, cái này ta vô nước. Dạ. Vô nước không chết. Dạ. Cái này nó chịu nước. Chịu nước. Ừ. Lát rồi. Lát chú. Chú kiếm quanh là vườn hồng tông, trung tông á chị. Anh. Ở đây là chi nhánh. Chi nhánh. À. Chị Sáu. Chị Sáu là con của ông Tư Tôn. Ờ. Rồi, cảm ơn anh luôn nha. Quá đẹp luôn. Kênh anh tên gì á? Tí Vlog miền Tây. Tí Vlog hả? Dạ. Và đó là Hoàng Sơn. Ở trong đó là hoa trong đó đó hả chị? Đó hoa gì vậy chị? Mà đóng kỹ quá nha. Ủa hoa này hoa gì á cô? Hồng môn hả? Ồ, đẹp quá ha. 130k một chậu ha. Đẹp quá. Có hoa đồng tiền nữa kìa cả nhà. Này nè, được không chứ? Hoa đồng tiền. Hoa đồng tiền 70k. Hoa đồng tiền là 70k một chậu á cả nhà. Tính ra cũng rẻ. Rẻ. Ồ, đẹp quá hả chị? Chị có thường mua hoa này gì để trưng chị? Có, chị mua một cái cây nhỏ không bự ngay nè. Dạ. Biết bao lâu nó lên. Vậy là trồng biết bao lâu mới lên hả chị? Quá đẹp. 70k một bầu. Nó lên hoa được rồi. Nó công
ăn. Biết con lâu mới quên nó mới lên mà, lên qua yêu cầu có lên qua được rồi. Này đi không? Ở đây vô đây là đủ các loại hoa luôn ha cả nhà. Đây hoa đồng tiền, còn này hoa hoa cúc. Cúc. Dạ, ở đây đủ thứ. Cô ở đâu đi tham quan vườn hoa? Cần Thơ lên ha, mình Cần Thơ lên ha. Dạ. Rồi, chúc cho ông chủ bà chủ ở đây bán thật là đắt. Super hả? Ủa, Super. Đẹp quay tôi nha. Dạ. Định chú nha. Chú định ở đâu tới đây đi tham quan? Định An. Định An Lấp Giò. Định Yên đồ đó ha chú. Rồi, định rồi, An đi. Hai xã Lấp Giò đó. Dạ dạ. Hôm nay mình đi đông chú? Không, có hai vợ chồng. Dạ. Hai ông bà đi tham quan ha. Chú đi tham quan có dự tính mua kiển gì về mình trưng không chú? Rồi mua bông gì để chơi. Chơi Tết nha. Con thấy anh quà đồng tiền này thấy ở đây bán giá cũng rẻ nè. Nhiều à? 70k hay vậy? 70k một chậu là rẻ đó. Này mình trưng là tới qua Tết luôn á chú. Rồi đồng tiền này sống dài lắm chú, có ấy rồi. Dạ dạ, này đẹp lắm á. Tết chú ra chợ chú mua một cành cũng cả 10 ngàn á. Qua đồng tiền phải không? Qua đồng tiền. Qua đồng tiền này thường vợ tôi á, mấy ngày Tết thì nó mua về nó trưng. Quay thì ôi đó, cái cây này qua này mới về nè. Cây đó cây gì à, chị? Ngăn lượng. Ồ đúng rồi, cây này cây này hợp tuổi với em nè. Ồ vậy là rẻ rồi, quá rẻ luôn. Dạ. Năm rồi em mua là 250 á. Năm rồi á em mua cây thứ này nè. Dạ. Quá đẹp luôn. Cây này nếu như mà Tết mà cả nhà mà ra chỗ mà chợ qua là cả nhà mua từ giá là nằm tầm 250 đổ lên đó cả nhà. Nhưng mà cả nhà tới ngay chỗ đại lý là chỗ này là bán giá rất là rẻ, dễ xài, dễ chơi chân qua Tết luôn á cả nhà. Xài rất là lâu. Cây này mình cô cũng ở nhà mình cũng có trồng rồi nè cả nhà. Quá đẹp luôn, cái chậu quá đẹp luôn, đều gan luôn ha. Cây này là đẹp nè. Đúng rồi, cái này là chỉ lựa sẵn rồi về bán lẻ rồi, bán bỏ lẻ rồi hả chị? Bỏ sỉ rồi. Bỏ sỉ rồi ha. Dạ. Ờ cái này mình lấy từ đâu chị? Dạ. Quá đẹp luôn cả nhà. Cái này cái nào đẹp? Coi chị ơi.
cây nào với cây nào chị? Quy lấy tiền chứ Quy. Cây này em thấy nó cũng đều hơn nè chị. Nó đều hơn. Qua này là qua đá nè cả nhà, qua sen đá thì có 50k một chậu á cả nhà, 50k một chậu nha. Ở trong đây thì 30 sen đá, còn đây là xương rồng 150k. Ồ, đẹp quá cả nhà. Này mình lựa xương rồng về để mình trưng á chị. Ừ. Ồ, cây này xương rồng này kiểu gì mà đẹp dữ ta? Bông bông nè. Bông rồng cả chị. Em nha. Dừng họ tất. Dạ rồi, đến đây em cũng xin kết thúc video tại đây. Em xin chúc cô chú và anh chị em luôn có một ngày thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe. Nếu như cô chú anh chị có yêu mến video này, nhớ cho em một like, một share và một đăng ký kênh để ủng hộ em. Và chia sẻ để em có động lực ra video tốt hơn và chất lượng hơn gửi đến quý cô chú và các bạn. Xin hẹn lại gặp lại quý cô chú và các bạn trong video clip tiếp theo của em. Xin chào, tạm biệt.